Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kết quả nổi bật trên có sự đóng góp quan trọng của Ban Tổ chức Thành ủy. Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ban và cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ năm 2022 diễn ra vào sáng nay. Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Hiểu yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 14. Cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, luân chuyển điều động cán bộ, phục vụ công tác nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp và nguồn nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thường xuyên rà soát đối tượng, hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy.